Bộ phim Đại Thế Giới Tập 5. Dạ chào anh. Anh muốn đi xe hả? Tiểu cô nương, chỗ của tôi muốn đi rất xa, cô kéo không nổi. Cô không biết chỗ đó đâu. Anh ơi, anh đừng có coi thường tôi. Tôi kéo xe được nhiều năm rồi. Tôi kéo xe không có thua ai đâu đó. Đi thôi. Anh ơi, anh muốn đi đâu? Đi tới nhà Hà Cân Xanh. Hà Gia à? Tôi biết chỗ đó. Chị tôi làm mướn cho họ. Anh mau lên xe đi, tôi đưa anh đi. Tiểu Ma Tước. Tiểu Ma Tước. Đại ca ca, hôm nay tôi đã kéo vị khách này rồi. Hay là anh chờ một lát, lát nữa tôi quay lại kéo anh sau nha. Xin lỗi nha, em vợ của anh. Thôi được. Anh ngồi vững nha. Tiểu Ma Tước, cẩn thận đó. Được rồi, tôi sẽ quay lại kéo anh. Được. Có thật là cậu ấy sẽ chờ cô không? Đúng vậy, lần nào anh ấy cũng chờ tôi. Cậu ấy là cậu chủ nhỏ của Hạo Huynh. Tại sao cứ phải ngồi xe của cô vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng lần nào anh ấy cũng ngồi xe của tôi. Có lẽ do tôi kéo xe vừa nhanh vừa an toàn. Tiểu Ma Tước, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cô làm nghề này có mệt không? Tôi vừa 16 tuổi. Chị tôi lo cho chúng tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn chia sẻ phần nào gánh nặng của chị ấy. Thật ra kéo xe cũng tốt, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể rèn luyện sức khỏe. Ngoài chị của cô ra, cô còn người thân nào không? Nhà của tôi rất đông anh chị em. Tôi có anh và em trai. Tên họ của họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Anh ơi, anh hỏi chuyện đó làm gì? Không có gì, chị hỏi cho biết thôi. Tuyết Quyên. Anh đều không thể nói tên thật của mình, không thể tiết lộ là con cháu của họ Tần. Có nghe rõ không? Nói. Anh ơi, tới rồi, đây là Hà Gia. Nè. Cảm ơn. Tôi có một cô em gái đã thất lạc nhiều năm. Tuổi của nó cũng cỡ như cô vậy. Nó tên là Tuyết Quyên. Anh ơi, anh là người tốt, ở hiền gặp lành. Anh nhất định sẽ tìm được em gái của mình. Cảm ơn. Em chào anh. Có lẽ nó chính là Tuyết Quyên. Sao nó không chịu nhìn nhận mình chứ? Cô tên là Tuyết Nghi phải không?
Bây giờ tôi chưa nhìn nhận anh ấy được. Anh nhận làm người rồi. Ít nè, tôi có một đứa em gái, nó kéo xe kéo, tên là Thúy Quyên. Không quen. Nè, cô đừng có sợ mà. Tôi tới đây để giúp cô. Anh là ai vậy? Tôi không cần anh giúp. Nè, cô hãy tin tôi thực sự tới giúp cô. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô, đều do tên súc sinh Hà Tử Giang gây ra. Đứa con cô đang mang là của hắn phải không? Anh nói bậy cái gì vậy? Anh bị điên mất rồi. Anh vốn không biết gì cả. Nè, cô đừng đi mà, cô tin tôi thực sự tới giúp cô. Anh buông tôi ra. Cô tin tôi có được không? Buông ra. Tôi thật lòng tới giúp cô mà. Buông ra. Anh buông tôi ra. Anh là ai vậy? Buông tôi ra đi. Tôi đến giúp cô đó. Thật mà, tôi tới giúp cô. Anh buông tôi ra. Cô ở nhà dụ dỗ cậu chủ của mình chưa đủ sao? Còn đòi dụ dỗ chồng tôi. Em làm cái gì vậy? Cô ý đã quá tội nghiệp rồi. Đi. Bắt anh ấy về. Ai dám ra tay? Sao anh lại nổi điên như vậy? Nói đi, anh muốn cái gì đây? Lấy em đó. Hả? Anh tưởng rằng anh giết hắn rồi em sẽ lấy anh sao? Đó là vì anh yêu em. Thôi được, anh thừa nhận đó là do ba em thử thách anh. Ba em sẽ không kêu anh giết người đâu, càng không kêu anh giết Hà Tử Giang. Trong mắt của ba em, Hà Tử Giang sống hay chết không quan trọng. Anh giết Hà Tử Giang chỉ nhằm chứng minh anh một lòng một dạ làm việc cho ba của em thôi. Có phải là anh điên rồi hay không? Anh yêu em mà lại đi giết người khác. Anh yêu em, nói vậy biết em không hiểu rồi. Đây là đầu danh trạng. Vừa rồi anh chậm chạp như rùa, chờ em đến ngăn cản anh. Nói rõ đầu óc của anh vẫn còn tỉnh táo. Em cho anh hay, anh không nên tùy tiện thiếu suy nghĩ đi gây hấn với Hà Tử Văn. Anh ấy là thám trưởng, còn là một kẻ xấu tính. Anh ấy có thể giết anh bất cứ lúc nào. Anh yên tâm đi, em sẽ kêu ba em thu hồi. À không đúng, ba em không thể kêu anh đi giết người. Ông ấy càng không thể giết người. Người thực sự lợi hại sẽ không đích thân ra tay đâu. Đừng có nói bậy nữa. Vừa rồi chính ba em còn nói ba em đòi đập bể đầu gối của anh mà. Chẳng phải bây giờ anh vẫn còn khỏe mạnh đứng đây sao? Nè, bộ em thực sự muốn anh trở thành người tàn phế sao? Thôi được rồi. Chuyện này anh giao cho em đi, đừng lo nữa. Sao lại là ông? Đây là phòng của tôi đó. Ông chưa được tôi cho phép đã vào đây. Ông khiến tôi sau này sống ra đây không có cảm giác an toàn. Đừng có dư hơi. Nếu cậu không làm chuyện đó, tôi sẽ giết cậu. Ông dọa tôi à? Ai nói tôi không làm? Tôi đang chờ cơ hội đó. Chờ cái gì mà chờ? Trước lúc trời tối, nếu cậu làm không xong, sẽ là lúc cậu chết. Đi là giết người, không phải giết gà đâu. Ông phải cho tôi lên kế hoạch hẳn hoi, như vậy mới không sợ xảy tay chứ. Giết người? Tôi không biết. Người mà cứu tôi thoát khỏi nhà tù có phải là ông không? Ông đào tạo tôi,
để tôi giết Quỳnh Sở Hành. Rốt cuộc là ông bị liệt thật hay giả vậy? Đừng có la, tôi là sát thủ, giết người trong chớp mắt. Nếu cô còn kêu la, tôi khẳng định cô sẽ hối hận đó. Tôi đến đây là giết Hạ Tử Văn. Anh Hiếu Thiên, rốt cuộc tính làm gì vậy? Hắn làm y như thật vậy. Thật ra là người giả. Tôi không biết tại sao họ lại làm như vậy, nhưng trong đó nhất định có câu chuyện. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi không có muốn giết người. Thật ra tôi là một người tốt, cô phải tin tôi hả? Bây giờ tôi sẽ nổ súng vào người giả đó, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thả cô ra, cô đừng la. Người giả? Tại sao phải dùng người giả? Không may là người thật thì sao? Nếu anh là người tốt, anh phải đi khỏi đây ngay. Phải đó, họ kêu tôi đến để giết một người giả. Đây là thử thách gì vậy? Ý, sao hắn còn chưa nổ súng nữa vậy? Đừng có vội, một lát nữa khi nghe tiếng súng vang lên thì cứ đáp trả, không cần biết là ai. Có nghe thấy không? Tôi... chúng ta giết luôn cả thám trưởng Hà sao? Quỳnh Sở Hành đã nghi ngờ tôi rồi. Vậy nếu cho sở cảnh sát biết được chúng ta có sống nổi không? Chuyện đó không cần cậu phải bận tâm đâu. Ông chủ Quỳnh sẽ dàn xếp cho chúng ta. Vậy... không nên có ý kiến. Hôm nay không nổ súng bắn chết hai người này, chúng ta đều phải chết. Bây giờ chỉ có thể làm tới đâu hay tới đó thôi. Chuẩn bị. Tôi van xin anh, tôi van xin anh tha cho chúng tôi được không? Sao cô phải làm như vậy? Tôi van xin anh mà. Ê, nè, cô xem, thời gian đã lâu như vậy, hắn hoàn toàn không cử động. Nè, hay là vậy đi, tôi sẽ nổ súng vào tay vịn của ghế mây đó, như vậy cô hài lòng chứ gì? Anh... anh không sợ lỡ tay bắn trúng bạn của anh sao? Tôi không cần anh lo. Hôm nay xem như mang cho anh, tôi rút lui trước. Ông đã giỡn trò gì vậy? Do tôi báo cho Tử Văn biết rồi. Tại sao? Tử Văn sắp làm con rể của tôi rồi. Tôi không thể để cho nó chết trong tay của cậu như vậy được. Giật gia, ba hành con sao? Nhưng mà ba đã tính sai lầm. Hạ Tử Văn đó bị con hạ sát rồi. Thôi đi. À, con hiểu rồi. Bác kêu Hà Tử Văn đặt một người giả ngay tại sân vườn, sau đó hắn lại cho người mai phục chờ bắn hạ con. Nhật gia, ba nhất định phải hạ sát con bằng được à? Tôi chỉ muốn thử cậu mà thôi. Nè, mấy ngày nay cậu phải cẩn thận đó, coi chừng Tử Văn tìm cậu trả thù đó. Ba. Quỳnh Năm, có phải đầu óc của anh có vấn đề không? Chẳng phải là em không cho anh đi hay sao? Hà Tử Văn là một kẻ điên, không may anh bị... Không may thế nào? À, không may anh chết, em sẽ đau lòng xót xa vì anh. Anh không nên ăn nói bậy bạ. Phải rồi ba. Còn ba nữa, thú thật là con không biết ba đang nghĩ cái gì. Ba kêu anh ấy đi giết Hà Tử Văn, chẳng phải xô anh ấy xuống hang lửa hay sao?
Quỳnh Âm, do Hạ Tử Văn đòi giết cô ấy, ba không thể để con phải lâm vào hiểm cảnh được. Giết anh ấy coi như là giết con. Phải đó, ba làm như vậy làm sao chúng con có thể chung sống được. Thôi đi, anh đừng có dư hơi nữa. Nếu không mà anh có bề gì em sẽ ra sao? Cho dù anh bắn chết anh ấy cũng phải ngồi tù cả đời. Anh muốn em vào tù lo cho anh cả đời hay sao chứ? Quỳnh Âm, đủ rồi, đừng có nói nữa. Ba, đầu óc của anh ấy có vấn đề, anh không hiểu sao? Em đang nói anh đó. Quỳnh Âm, chuyện này không liên quan gì tới Nhạc Gia, là do anh tự quyết định lấy đó. Anh còn biết tự quyết sao? Được rồi, vậy tại sao anh lại kêu A Lương đến báo cho em biết? Hả? Anh... Nè, Giang Hành Diễn, anh đừng là Đấng Nam Nhi, ta có ý định đi giết người, có lý nào phải nhờ em giúp đỡ chứ? Vừa rồi ở bờ sông em cảm thấy đầu óc của anh khá sáng suốt, anh còn biết phân biệt sai trái. Anh vì muốn lấy em, đã chấp nhận đi giết người rồi. Nói chung anh và Hạ Tử Văn chỉ có một người được sống. Nếu như anh không ra tay chặn đứng trước, hắn sẽ giết anh mất. Vậy tại sao anh lại còn đùa như vậy nữa chứ? Gạt em thôi. Đàn bà dễ lừa thật. Em biết là anh hay nói láo, anh tưởng là em không biết anh nghĩ như thế nào sao? Anh hy vọng ba em và Hạ Tử Văn đều không giết anh, sau đó để anh điều tra rõ ba em là hung thủ, tiện cho anh ra tay giết ba em. Xin lỗi anh, ba em tuyệt đối không thể giết người, và cũng không bao giờ làm như vậy. Em cho anh hay, nếu như anh dám làm hại ba em nhất định sẽ giết anh. Nè, Thám trưởng nhân vật truyền kỳ được đăng lên báo sáng nay. Thám trưởng cầm thú làm chuyện ác đức, có phải anh không? Cô làm trong tòa soạn nào vậy? Có phải muốn trả thù? Có phải muốn thủ tiêu tay ảo thuật gia để trả thù cho cô người hầu đó không? Giang Hành Diễn đã cho các người bao nhiêu tiền hả? Hắn chết do tôi ra tay, đây là logic gì vậy? Bọn ngu ngốc các người, tôi cho các người hay các người mắc lừa hắn rồi. Là do hắn đột nhập vào nhà tôi đòi giết người trước, bây giờ vì sợ chết ngang nhiên nghĩ ra trò hèn hạ như vậy. Bài viết hay thật đó. Cho đến hôm nào mới có bài viết thứ hai vậy? Thứ hai? Có lần thứ hai anh nghĩ là viết Di Chúc đó. Nè, những ai đọc xong bài viết này đều biết, do Tần Hiếu Thiên anh không thể chấp nhận để hắn sỉ nhục cô người hầu đó. Không may anh có bệnh hệ gì, như vậy sẽ do Hạ Tử Giang hắn trả thù. Không may anh có mệnh hệ gì, em có thể tới tòa án thưa hắn, thưa hắn tội mưu sát. Rốt cuộc anh muốn chơi trò gì? Anh... tất nhiên là anh muốn giành em từ trong tay của hắn rồi. Người anh em, mau lên. Đến ngay. Chờ anh nha. Người anh em, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy anh đáng trách lắm. Anh sao vậy? Có phải anh cảm thấy tôi ngây ngô lắm không? Hay là cảm thấy tôi quá ngốc? Sao tôi lại nghĩ như vậy? Tại sao hôm nay anh không cho tôi biết gì cả? Hả? Một mình anh đứng nói chuyện với Quanh Năm, xí xô xí xào xí xô xí xào. Tôi y như thằng khờ đứng đó không biết gì hết. Tôi và Quanh Năm đã tâm sự với nhau. Nè nè, ngồi xuống. Hôm nay tôi có một nhiệm vụ rất là quan trọng đặc biệt giao cho anh. Thế tôi đi theo dõi một người đàn bà. Đàn bà? Ừ. Tại sao phải theo dõi cô ấy? Cô ấy lại? Cô ấy có thù oán với Quỳnh Sở Hành không? Hôm nay lúc tôi đi giết Hạ Tử Văn, thấy trong nhà hắn có một cô gái. Theo như tôi nghĩ, rất có khả năng là em gái của anh, Tuyết Nghi. Em gái tôi? Nó đâu? Sao anh biết được nó? À, chuyện là vậy. Trước khi tôi đọc báo, tôi từng thấy tấm hình của gia đình anh. Tôi cảm thấy cụ so với hồi nhỏ không khác gì. Vậy tôi có thể nhận nó, sao phải theo dõi nó chứ? Trong lúc này anh nên giữ bình tĩnh. Tôi đang nghi ngờ có người muốn làm hại nó. Họ đang che giấu thân phận họ Tần. Vả lại, trước tiên chúng ta cũng phải che giấu thân phận của mình. Điều quan trọng hơn là nay cô gái đã làm thuê cho Hạ Tử Văn, còn mang thai với Hạ Tử Văn. Không ai tôi nhận lầm người. Cô ấy mang chuyện này kể cho Hạ Tử Văn nghe, có khác gì kế hoạch của chúng ta bị bại lộ. Nè 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 nè, anh định làm gì vậy? Tôi đi thay quần áo, chẳng phải anh kêu tôi theo dõi nó sao? Tôi sợ nó nhận ra tôi. Có cần nôn nóng như vậy không? Nó là em gái tôi, chúng tôi đã nhiều năm không gặp rồi, tôi không nôn nóng sao được chứ? Trời ơi. Nè, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận.
đừng bao giờ bại lộ thân phận, anh nhớ chưa? Hẹn tôi. Tôi... Ê. Nếu cho ba em tiếp tục hành hạ như vậy, cho dù anh có chính mạng sống cũng không thể chống lại nổi. Nè, còn nữa, tên Hà Tử Giang đó tối ngày cứ bay trên đầu của anh, anh phiền muốn chết luôn. Anh muốn lấy em cũng được thôi, nhưng mà anh phải thừa nhận anh là anh hiếu thiên của em, sẽ không làm hại chú Huỳnh của anh và không tổn hại đến đại thế giới, chứ không phải gian hành diễn tìm đủ mọi cách để làm hại ba của em. Anh muốn biết tại sao ba của em kêu anh đi giết Hà Tử Giang. Hà Tử Giang từng muốn giết anh biết bao nhiêu lần rồi. Vậy ai đã đổ súng vào Hà Tử Giang? Bản thân của hắn hay là anh? Anh đừng có giả vờ với em nữa. Từ lâu anh đã nghi ngờ kẻ núp sau lưng đó. Ý của em là kẻ núp sau lưng tấm màn là Hà Cân Xanh. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Xưa nay giác quan thứ 6 của đàn bà khá chính xác. Em có bằng chứng không? Hắn chính là bằng chứng. Nhưng mà hắn đã bị liệt rồi. Giả lại đại tiểu tiện tại chỗ. Bác Tần vừa mới gặp sự cố thì hắn lại bị liệt. Anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Nghe nói gì quá đau lòng. Anh có tin hay không? Tin hay không không quan trọng. Dù sao ông ấy đã bị liệt, không lẽ có thể giả được sao? Tại sao không thể giả được? Hay là chúng ta làm thử nha. Làm thử? 15 năm. Em cho rằng hắn giả vờ suốt 15 năm sao? Hà Cân Xanh, Huỳnh Sở Anh. Huỳnh Sở Anh, Hà Cân Xanh. Hà Cân Xanh của tàn sát năm xưa và âm mưu hiện nay của người Nhật Bản có liên quan gì không? Dù muốn dù không tôi cũng không thể lôi quanh âm vào cuộc được. Nếu như chúng ta có thể trở về 15 năm trước, bác em phải chịu khổ suốt 15 năm, em cũng cam lòng. Em yêu cũng sâu đậm thật. Lý sư phụ, ông làm việc tại đại thế giới từ bao nhiêu năm rồi? Ê trời, gần 20 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Đã lâu như vậy rồi sao? Nếu nói như vậy, mỗi khi đại thế giới thay đời đổi triều đều được chứng kiến cả. Tất nhiên rồi. Từ lúc ba cổ đông Tần Quỳnh Hà, rồi họ Tần làm đại ca, cho đến nay còn lại họ Quỳnh. Vợ chồng họ Tần chết như thế nào? Ai... Lời đồn mới thì rất nhiều. Đồn rằng xe ngựa đụng chết một người, xe điện đụng chết một người. Vậy họ chết chung một ngày sao? Chuyện này không nên tùy tiện mang ra nói tại đại thế giới đâu. Sư phụ, ông có nghe tin không? Người hầu của họ Hà mang thai rồi. Nhiều chuyện, đi làm việc. Chính mắt tôi nhìn thấy đó. Ông nghĩ gia đình có ba người, một người ngu đần, một người tự kỷ, một người thì nổi giận. Ông nghĩ kẻ nào ra tay chứ? Tình khốn kiếp, cô giỏi lật lại lần nữa đi. Ê, tham trưởng Hà, sao anh lại manh động như vậy làm gì? Tại ta manh động sao? Chuyện của gia đình ta, ai mượn hắn ta xen vào chứ? Hà Tử Giang, anh làm thám trưởng mà ở không thì đến đại thế giới gây rối. Đại thế giới là của họ Quỳnh đó. Quỳnh âm em đừng có xen vào. Không giết hắn, anh không theo họ Hà nữa. Chẳng phải xưa nay anh đều muốn theo họ Quỳnh sao? Ngươi hãy câm miệng đi. Ngươi đừng tưởng ta không nghe thấy những gì ngươi vừa nói hả? Ba ta nằm liệt giường bao nhiêu năm rồi, các ngươi còn thôn tính ông ấy, ngươi biết xấu hổ không? Hà Tử Giang, anh thông minh như vậy chắc anh đoán được em sẽ biếu cho anh món quà lớn gì chứ? Hả? Biếu cho anh món quà lớn gì? Ngày mai anh sẽ biết. Đi theo em. Không sao, không sao hả? Ê, làm gì vậy? Chờ chị ba về ăn chung. Đã đói bụng rồi, ai biết lúc nào chị ba mới trở về chứ. Nếu là thường ngày á, giờ này chị ấy về rồi. Chờ thêm một lát đi. Chị ba, chị về rồi. Sao tối nay chị về trễ quá vậy? Em đã muốn chết luôn á. Ăn cơm mau đi. Dạ. Chị, có phải hôm nay chị không được khỏe không? Em thấy sắc mặt của chị tái quá. Không sao, tại chị làm hơi mệt thôi. Mau ăn cơm đi. Nè, em ăn đi. Ý, chị ba, em gặp một người khách rất là lạ. Anh ấy nói có một em gái cỡ tuổi em, giá lại còn biết em tên Tiết Quyên nữa. Em đã nói gì với hắn rồi?
Chị, có chuyện gì vậy? Chị làm em đau quá à. Chị cứ yên tâm đi, tuy em nghe anh ta gọi em như vậy, nhưng em vẫn nhớ. Chị đã dặn dò em rồi, em không có thừa nhận. Nhưng mà chị à, chắc chị cũng gặp anh ta rồi, anh ta cũng đến Hà Gia. Cô là Thuyết Nghi đúng không? Tôi đến giết Hạ Tử Văn. Thật ra tôi là người tốt, cô hãy tin tôi đi. Chị à, chị à, chị sao vậy? Không sao cả. Anh ta là ai vậy? Chị quen anh ta hả? Chị không quen, chị chỉ nghe cậu hai của họ Hà kể lại. Hắn là trợ lý ảo thuật gia mới của Đại Thế Giới đó. Hình như còn dành cô Hai Quỳnh với cậu hai gì đó. Chị à, chị không biết thôi. Em gặp được anh ta, anh ta vừa nhắc tới em gái của mình. Ánh mắt lộ ra nỗi đau khiến em phải xót xa. Em cảm thấy anh ấy là anh Hiếu Thiên của chúng ta đó chị. Anh Hiếu Thiên hả? Chị, anh hai trở về, chúng ta có thể trả thù rồi. Khẳng định không phải. Chị khẳng định? Chị khẳng định. Năm xưa, chính mắt chị nhìn thấy anh Hiếu Thiên bị người ta giết chết mà. Nhưng mà sao em cảm thấy là anh ấy? Thôi được, đừng nghĩ chuyện xa vời nữa. Tự lo cho mấy em trước. Nhớ kỹ, bất cứ ai hỏi mấy em tên gì, mấy em đều không thể khai tên thật mình ra, không thể nói là con cháu của nhà họ Tần. Nhớ kỹ chưa? Em nhớ rồi. Em nhớ rồi. Hiếu Lễ, em nhớ chưa vậy? Em nhớ rồi. Ăn cơm đi. Ăn riêng đi. Không thể để mấy đứa em bị lôi kéo vào chuyện này. Không thể để anh Hiếu Thiên gặp nguy hiểm. Các người làm gì vậy? Cậu hai! Cậu hai! Đừng có kêu nữa. Cậu hai nhà cô đã tới sở cảnh sát làm việc rồi. Lão già đã tội nghiệp lắm rồi. Các người đừng hành hạ ông ấy nữa. Chúng tôi đến tìm ông ấy để hỏi chuyện thôi. Cô có thể đứng bên cạnh để nghe. Ông ấy nằm liệt giường rồi. Có gì đâu nữa mà nói. Hắn chưa chết não mà. Miễn nghe hiểu thì được rồi. Ông ấy nghe không hiểu đâu. Tôi nói hắn nghe hiểu thì là nghe hiểu. Tránh ra. Bác có biết hay không, bây giờ con trai của bác càng lúc càng điên rồi. Ngày nào cũng đến Đại Thế Giới nổ súng. Con cảm thấy hắn đã điên mất rồi. Cứ kéo dài như vậy, bác, ba con và bác Tần, Đại Thế Giới mà ba người đã cố công gây dựng lên sẽ bị quỷ trong tay của hắn. Lý do mà hắn có thể sống đến bây giờ đều là do công lao của ba con. Bác biết tại Thượng Hải, tất cả các tổ chức đều nể mặt ba con, và mọi người đều biết ba con cho hắn làm con rể của Quỳnh Gia. Cho nên càng ngày hắn càng ỷ lại ba con và càng ngày càng điên cuồng. Con cảm thấy hắn điên mất rồi. Với vai trò của một người cha, bác không thấy đau lòng sao? Con không cần biết bác có nghe thấy hay không, và có hiểu hay không. Hôm nay con đến để nói cho bác biết, con không thể lấy một người điên. Con đến để giải trừ hôn ước. Cho nên gia đình bác sẽ không được thứ gì từ nhà của con, và cũng không thể khống chế Đại Thế Giới. Ba của con sẽ không bảo vệ đứa con điên rồ của bác nữa. Đi. Có chuyện gì? Sao vừa rồi anh kỳ lạ quá vậy? Anh đã làm gì mà kỳ lạ? Cô người hầu đó vừa xuất hiện, em thấy ánh mắt của anh lạ lắm. Có sao? Không lẽ em muốn nói với anh, em đừng được là cô hai của họ Quỳnh,
lại đi ghen một cô. Thôi đi, tối nay anh còn phải biểu diễn nữa. Bây giờ tôi hỏi ông, ông ấy có thật sự bị liệt không? Ông ấy nằm trên giường nhiều năm, hoàn toàn không cử động, để tiêu tiện không tự chủ được. Theo kinh nghiệm của tôi, hiện tượng này do chịu sự đả kích quá lớn cho nên dẫn đến bị đột quỵ. Thật sao? Vậy có sanh con được không? Nếu như đàn bà chấp nhận chủ động, không khó để có con. Đàn bà chủ động? Đúng vậy. Đúng là bẫy bả. Các người ra ngoài. Mình lặp lại một lần nữa, không được bãi hôn nữa. Con đã quyết định rồi. Nãy lời nói của ba không còn quan trọng nữa có đúng không? Ba, chẳng phải ba nghi ngờ Hà Cân Sanh sao? Ba kêu anh Hiếu Thiên đi điều tra Hà Tử Văn, chẳng phải là ba chống đối Hà Cân Sanh sao? Con bãi hôn cũng là vì muốn thử ông ấy. Được, con thừa nhận ông ấy diễn rất giỏi, không tìm được kẻ hở. Nhưng mà ông ấy càng không có kẻ hở thì con càng nghi ngờ. Ông ấy mới thật sự là kẻ chủ mưu sau lưng. Bà không muốn con nhúng tay vào. Ba. Quên âm, con thật sự rất thông minh. Ba thừa nhận, đúng là ba nghi ngờ Hà Cân Sanh giả giờ bị liệt, mọi chuyện do hắn giở trò. Nhưng đến nay ba chưa nắm được bằng cớ. Hà Cân Sanh có vấn đề, nhưng mà ba dám cam đoan Tử Văn không biết gì hết. Do đó con không nên bãi hôn. Tử Văn là người có thể làm nên đại sự. Nó làm chồng của con, kiếp này con đều có thể đè đầu nó. Nhưng mà con không thể chế ngự gian hành diễn được. Con vẫn không đón nhận chứ gì. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, con yêu gian hành diễn, yêu đến nỗi điên luôn rồi. Con đang chơi trò chơi với anh ấy. Trò chơi tình yêu à? Con muốn điều tra rõ thân phận thật sự của anh ấy. Tình yêu là thứ vô cùng nhạy cảm. Ba là người tình kiếp trước của con gái mình, làm sao mà ba có thể không hiểu chuyện này chứ. Con gái à, từ khi con chào đời cho tới nay đã là tất cả của ba. Con còn nhớ hồi con vừa vào tiểu học thì tại sao bạn học của con đột nhiên lại chuyển lớp hay không? Con biết là do ba làm. Tại vì bọn họ, kẻ nắm tay con, kẻ giật tóc của con, còn một kẻ dám ngang nhiên với đám học trò cười nói với con, ba không chấp nhận, kêu phụ huynh họp chuyển lớp ngay. Ba, những chuyện đó con đều hiểu hết. Nhưng mà bây giờ gian hành diễn xuất hiện, con lần đầu tiên thật lòng thương yêu một người đàn ông. Con người đó không hề đơn giản, hắn sẽ làm hại con và ba sẽ bảo vệ con. Ba, hôm nay con thật sự không muốn cãi nhau với ba. Con biết ba muốn bảo vệ con, không để cho con chịu tổn hại. Và con mãi mãi cũng yêu thương ba. Đổi lại ba phải đón nhận anh Hiếu Thiên. Nhưng mà con không hề hiểu hắn. Con hiểu anh ấy. Qua trái một chút.
quà trái một chút. Ba, ba sợ con sẽ đau lòng cho nên đến hôm nay chưa đưa cho con xem.